Yeah. Hôm nay bọn mình sẽ vào Nha Trang. Vào Nha Trang và xong rồi sẽ quay một đợt là nóng dã man. Passport cầm rồi. Đấy rất là hỏi passport cầm chưa? Passport này, vé trong điện thoại này. Đủ hết rồi. Đây là Chalaki. Bạn cho xin hỏi những đồ bạn mặc là và... Vâng, đây là LV. Bao tiền? Dép Hermes. Bao tiền? Váy Dolce. Đây là Dior. Kính Cartier. Đây. Tổng một bộ là 500.000 đô. Ok. Hôm nay là mình sẽ bay hãng Bamboo. Và đây là hãng có thể là mới nhất tại Việt Nam. Và có mỗi Bamboo là khách mang 20 cân. Mang là khách mang đồ thoải mái. Hôm nay phỏng vấn anh yêu. Mình tên là... Anh sao? Sao xong chưa? Sao sao? Mi sao lâu lắm rồi. Anh nghĩ là anh béo hay là anh gầy? Ok. Qua anh đi thử phép, em gọi là người mẫu tin luôn. Nó bảo vợ em cũng cầm anh, người mẫu dám như anh. Bye. Là thế anh cũng tin à? Đây là rau xào với mì. Rồi, mì xào bò. Review cho hãng hàng không Bamboo. Rất là tiện. Trời ơi, speed. Không sợ hết pin điện thoại. Đồng phục của tiếp viên thật là đẹp. Đẹp hơn Vietjet và Qantas nhiều. Với cả tone của Bamboo là tone màu xanh. Nhìn màu xanh này đẹp hơn màu Vietjet là màu đỏ. Tiếp viên mặc quần áo màu đỏ với cả màu nâu. Cái bàn này nó không chắc chắn cho lắm. Wow. Đổ thật. Hơi bất tiện một chút. Lỗi. Các nhìn Bamboo nhỉ, nhìn nó chơi hơn này. Nhìn kiểu sạch sẽ mới mẻ hơn em. Tài xế của mình không hiểu tại sao mọi người ở Việt Nam lại có thể mặc áo sơ mi với cả quần dài, trong khi đó mình mặc áo hai dây mà cảm giác là sắp nóng cháy người rồi ấy. Bọn mình đã check in vào khách sạn Alana và bây giờ hôm nay mình sẽ ở lại đây một đêm và ngày mai sẽ đi Đà Lạt. Alana là khách sạn của bạn gia đình mình. Mình đi từ Đài Loan về Việt Nam. Và sáng nay thì mình đã quyết định lên Đà Lạt
lý do lên Đà Lạt là bạn thân của anh ý đã về Việt Nam. Hai anh chưa gặp nhau hơn 2 năm rồi. Mà anh Đạt cũng không biết anh ý về Việt Nam cơ. Đấy là một cái surprise nhỏ mà mình và bạn thân anh ý muốn tạo cho anh Đạt. Bọn mình đang làm surprise cho Ilu. Đang đến đây và không biết là bọn mình đang ở đây. Hello. Đà Lạt à? Check in Đà Lạt chắc kìa. Rơi kính kìa. Rơi kính rồi kìa. Change is now there. Anh ngạc nhiên không anh? Không, anh ngạc nhiên. Nhờ có video, chỉ có video rồi. À vừa đâm lấy cái video mà nãy mặt anh ngạc nhiên. Từ từ, Abisiano poster anh rơi từ штучка. Hôm qua mình không kịp quay nhưng mà các bạn nhìn này. This view nhìn nó đẹp, siêu đẹp lắm ý. Cái này thì làm sao mà về nhà được đấy. Oh my god. Tới đến thì khách sạn có cho một đĩa hoa quả để đón tiếp bạn mình. Và ở ngoài này còn có bọn theo lịch trình của mình, bọn mình sẽ đi Vinpearl. Sau giờ trưa sẽ đi Vinpearl tại vì ở trưa ở trên Vinpearl rất là gắt và rất là nóng. Mình đã bị một lần rồi và rút kinh nghiệm không đi giờ trưa. Mình sẽ đi vào tầm chiều đi vào Vinpearl và sẽ chơi ở đấy. Áo của mình mới giặt xong rồi vứt vào trong vali. Nhỏ hết rồi mà trong khách sạn lại phải gọi bàn là riêng cho nên là mình đang lười mặc luôn áo nhau. A few moments later. Nếu các bạn không có bàn lái thì live khác từ từ. Chỉ cần như thế này thôi. Một live khác không ra gì cả. Sang Vinpearl chơi mà nắng chang chang luôn ấy, chuẩn bị đen xì hết cả người rồi. Anh em mình đi theo đoàn nhé, không em mất tích ấy, cẩn thận nhá. Đây là đoàn trưởng à? Đây là các trưởng đoàn. Trưởng đoàn. Ông chú chăm sóc khách hàng này. Thôi anh ơi, nhưng mà cái Vinpearl này chơi được bao nhiêu năm rồi anh? Ôi, sếp mà xem á, phạt chết để không biết trả lời. Cái Vinpearl này mới bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Anh vừa ấy mới đi qua anh rồi. Mới qua khai trương ấy. Được vé miễn phí và mau nó
là hôm nay chung chiếc xe cho bọn mình đi đi không phải xếp hàng, tại vì cái trò chơi mạo hiểm. Mạo hiểm thì phải nghe nói là phải xếp hàng 2 tiếng liền thì mình đến nơi. A few moments later. Okay. Đông dã man. Điều của tiếng Anh. Chúng ta nghĩ là chậm phải, chậm nào mấy mình. Gọi đi, đi đi. Đi đây đi đây. Từ từ để quay. Tóc tay kinh cả. Hôm nay anh quá đen. Tại vì mong Dũng đi ra biển bơi ở mấy cái phao ấy thì đến muộn quá, thế là sứa nó lên, người ta không cho xuống bơi nữa. Up lắm chị. Và bây giờ bọn mình đã tắm xong và chuẩn bị quay lại Nha Trang. Các bạn nhìn view ở đây đẹp quá. Không nhìn thấy. Đây là kiểu Disneyland của Việt Nam. Cái ông này đi từ nãy giờ say hi. Say oh yeah. Oh yeah. Hello. Say oh yeah. Oh yeah. Hôm nay lúc mình đi xong lười. Xong rồi ôi cứ đi theo mình cơ. Xong rồi bây giờ đi ra cũng gặp. Vẫn nhìn, vẫn nhìn. Eo nhìn mặt kinh quá. Đi bắt. 7 giờ sáng dậy đi bơi. The day. All black. Tức nghĩa là anh cũng phải all black. Anh có tí lạc. Không chưa? À, trong khi đi ăn tối thôi ấy, thì riêng anh ấy phải thử hết cả cái vali có bao nhiêu đồ và bây giờ vẫn chưa chốt được mặc cái gì, đi giày gì. Đúng, đến hết rồi, ai cũng đợi anh rồi. Trong khi đó em chuẩn bị trong vòng 5 phút là xong. Never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Dancing in the dark with you between me. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I beat my breath, but you heard it. Darling, you perfect tonight. Well, I found a woman. Không muốn đi ra khỏi khách sạn luôn ý. Nhìn này các bạn, nhìn này. Cái view nó như thế này cơ mà, làm sao mà đi khỏi đây được.
Dọn đồ là thứ mệt ấn ạ. Ok. Ok. Em mà dẫm vào giày của anh chẳng hất luôn, đẩy người đi luôn cho ngã luôn. Thì spasoid giày cuối cùng anh dẫm lên giày của em không thương tiếc gì cả. Ơi, tạm biệt phòng, tạm biệt hoa. Hôm qua là mình vác hoa về, xong rồi bây giờ phải để lại bó hoa ở đây rồi. Phí quá. Cho hoa thêm một tí nước. Tạm biệt view đẹp. Ăn ngon nhờ. Mồm chọp chẹp chọp chẹp. Em về đi rồi. Làm bên khác. А не, брат, я это, я не курю теперь. Я пропагандирую здоровый образ жизни. Билл Бэй từ Sài Gòn vào đây để chơi với mình. Vé mua vé 6 triệu các bạn ạ. Bây giờ cả tháng ăn mì tôm rồi. Bọn mình bây giờ đang đi tìm xe tại vì bố của Linda vừa bay từ Hà Nội vào trong Nha Trang và đã để lại xe ở đây và giấu chìa khóa ở trong trong chỗ xe gì đấy kia. Tìm giờ mang được 42 giờ mang bay không được, vẫn chưa tìm được xe. Anh ấy chậm ra. Мы а может мы ее пропустили вообще. Lái để rõ thế á. Đâu? Từ từ để đâu? Đây. Мусор типа, знаешь, выбросил. Вот. А класс, класс. Старый, блядь. Старый, там даже...